Những sự thật thú vị về rượu vang Mỹ trong thời kỳ đầu, phần 2. Tiếp nối phần trước, hãy cùng đến phần tiếp theo của những sự thật thú vị về rượu vang Mỹ trong thời kỳ đầu. 1. Chai rượu vang Mỹ đầu tiên được phục vụ trong bữa tối cấp nhà nước tại Nhà Trắng. Cựu Tổng thống Obama đã từng gây xôn xao giới rượu vang khi phục vụ rượu vang Mỹ giá rẻ cho Tổng thống Pháp François Hollande trong một bữa tối cấp nhà nước. Nhưng bạn có biết rằng Nhà Trắng lần đầu tiên phục vụ rượu vang Mỹ cách đây hơn một thế kỷ? Vào năm 1861, vợ của Tổng thống Abraham Lincoln là Mary Todd đã đưa rượu vang địa phương vào thực đơn trong bữa tối cấp nhà nước. Một trong những loại rượu này được nhắc đến tên Norton. Đây là một loại nho bản địa ở Bắc Mỹ được trồng bởi các nhà sản xuất rượu Missouri, những người Đức nhập cư. 2. Hóa đơn rượu hàng năm của Thomas Jefferson. Thomas Jefferson hẳn rất nổi tiếng với sự kiện lập nên bản tuyên ngôn độc lập nổi tiếng của Mỹ, mà nội dung được rất nhiều quốc gia trên thế giới sau đó dựa vào để lập nên cho riêng mình. Trên thực tế, ông còn là một trong những tay uống rượu vang khét tiếng. Trong khi làm nhiệm vụ ngoại giao ở Pháp vào những năm 1780, Thomas đã uống rất nhiều rượu và còn đặt hàng gửi về Mỹ nhiều hơn nữa, nhiều chai từ Bordeaux. Ông đã nâng con số lên 600 chai mỗi năm khi sống ở Nhà Trắng. Với mức độ tiêu thụ đó, không có gì ngạc nhiên khi ông rời Nhà Trắng với một hóa đơn rượu vang khoảng 10.000 đô la lúc bấy giờ, tương đương với hàng triệu đô la ở thời điểm hiện tại. Follow và thả tim cho Daily Wire Việt Nam để đón nhận những chia sẻ bổ ích về rượu vang nhé!